Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biệt Quân Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện Hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, à, subscribe kênh youtube Và đừng quên để lại comment cảm xúc Cũng như tất cả những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện lúc bây giờ diệp phàm cười cười không hề nói gì phất phất tay sau đó nhanh chân rời đi cái tên tiểu khất cái này làm cho người ta có cảm giác rất đặc biệt một năm từ trẻ tuổi bên cạnh lên tiếng đánh giá diệp phàm nhanh chân rời đi chui vào trong đám người đông đúc xong được canh giờ hắn đến một cái quán đồ cổ không ngừng mặc cả với lão bản cái gì tận năm bầy đồng làm người đền phúc hậu một chút đừng có quá tham lam thiếu niên Người đừng có dùng công phu sư thử ngoạn, Đây chỉ là một cái hộp gỗ mà thôi. Nó chỉ đáng giá 10 kim tệ. Ta đây là một hộp gỗ tử nan. Người nếu đã không muốn mua thì ta mang đi nhà khác. Dứt lời, Diệp Phạm xoay người định rời đi. Đừng có vội, đừng có vội. Giá cả có thể từ từ thương lượng. Lão bản của quán đồ cổ vội vàng ngăn cản Diệp Phạm lại. Cuối cùng, Diệp Phạm cũng hài lòng mang theo 50 kim tệ rời khỏi nơi đây. Lúc này đã là buổi trưa, bụng hắn đói kêu vàng, nhưng hắn lại chưa muốn ăn cơm. Lúc cùng đường như bây giờ, hắn đã đem cái hộp gỗ đựng nguyên đem bán đi, mua một hộp gỗ phổ thông mà đựng nguyên vào trong đó. Kỵ sĩ Khương gia Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhất thời cả kinh, trên bầu trời cả tòa thành lớn này, có một con dị thú đang bay qua bay lại. Không đầu sau đó thì bay về phía xa xa, hắn cảm giác rất khó hiểu, không biết đối phương vì sao lại tìm ra được tung tích của hắn. Diệp Phạm đi lên một tòa tửu lâu, gọi một mâm cơm, sạng khoái mà ăn lấy ăn để. Mấy ngày liên tiếp đảo vong, hắn chưa từng ăn một bữa cơm nào tử tế. Bây giờ, hắn thoải mái ăn như hùm như sói. Mãi cho tới nửa canh giờ sau, hắn mới thỏa mãn đức dậy. Điếm tiểu nhị đã đứng chờ từ đâu, thấy hắn quần áo cũ nát, không giống như một tên khất cái. Hắn sợ Diệp Phạm ăn xong sẽ bỏ trốn, Diệp Phạm đương nhiên không tính toán với hắn làm gì, ném tiền cơm lại rồi xoay người xuống lầu. Nhưng vừa mới xuống tới con đường lớn, Diệp Phạm cả kinh. Tên cường giả kỵ sĩ kia đã vào thành, đang ngồi trên lưng con dị thú, biến mất cuối con đường. Rốt cuộc, có chuyện gì đã xảy ra? Tại hắn có thể nhanh chóng như vậy đã đuổi tới. Cho dù không thể biết vị trí chính xác của ta, nhưng dường như có thể truy xét ra phương hướng. Diệp Phạm cảm thấy rất đáng lo, hắn có cảm giác đại sự không ổn. Tòa thành thị này không thể ở lại nữa rồi. Nếu không thì nhất định có chuyện xảy ra. Hắn không dám dừng chân trực tiếp xoay người ra khỏi thành. Sau đó vội vã chạy trốn, cắm đầu chạy vào sâu trong núi. Đúng là bám dai như địa. Ta phải làm cách nào mới có thể hoàn toàn thoát khỏi bọn họ đây? Diệp vàm vượt núi băng đèo xuyên qua rất nhiều sơn mạch vô tận, cho tới khi sắc trời chạng vạng mới dừng lại. Đúng lúc này, Diệp Phạm cảm giác được linh khí của sơn mạch này vô cùng đồng đậm, dường như so với các khu vực khác đồng đậm hơn gấp nhiều lần. Sau khi hắn tiến thêm vào mấy chục dặm, thận sắc cảm thấy kinh ngạc. Hắn đến bên cạnh một tảng đá xanh lớn, trên đó có khắc bốn chữ cổ rất lớn: Tử Dương Động Thiên. Tại sao ta lại đến nơi đây? Diệp Phạm giật mình phát hiện mình đã đi tới Tử Dương Động Thiên, chính là môn phái mà Lý Tiểu Mạn tu luyện. Tuy đây là một động thiên phúc địa, nhưng khoảng cách tới tòa thành lớn kia cũng không quá xa xôi. Tất cả lúc này hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không biết mà xùi quỷ khiến thế nào. Từ giường động thiên, đến bây giờ thì hắn đã hiểu rõ, hắn tương phùng với đám người đi tiểu mạn không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là do mồn phái của họ ở gần đây. Diệp Phạm xoay người muốn rời đi, hắn không muốn dính líu tới mồn phái của Lý Tiểu Mạn. Hôm nay tương phùng, Lý Tiểu Mạn chẳng có chút vui mừng nào cả. Thần sắc bình tĩnh tới mức lạnh lùng, tuy rằng có cho hắn tiền, nhưng lại cao cao tại thượng, giống như bố thí cho hắn. Khuyên ta làm một người bình thường thật tốt, không nên đi vào con đường sai trái. Chẳng lẽ ta thực sự kém tới vậy sao? Hắn tự cười diễu mình, hắn cũng không thường cảm, cũng không oán hận, mà chỉ như một đám mây nhẹ nhàng trôi qua. Sau khi qua đi thì không còn chút dấu vết nào cả. Diệp Phạm cảm thấy nếu có thể tiếp tục tường phùng, thì chỉ cần nở nụ cười rồi đi qua, chẳng cần phải nhớ nhung gì cả có khi chỉ cần gặp thoáng qua lại là một chuyện tốt Diệp phàm đã đi được mấy chục mét đột nhiên hắn lại đứng lại hắn đang suy nghĩ làm sao có thể thoát khỏi sự truy sát của cương gia tại sao lúc này không thể mượn từ dương động tiền để giải trừ nguy cơ này bây giờ từng lực của hắn chưa đủ cường đại để đối kháng chính diện với người ta trước mặt hắn chỉ có thể dựa vào mưu trí mà thôi hắn tự mình nói ta không thể thoát khỏi bọn họ chắc chắn là có nguyên nhân cho dù là người cường đại hơn nữa cũng không có linh giác cường đại tên như vậy có thể tìm được tùng tích từ xa diệp Phạm cảm thấy từ dương động thiên thân là một trong sáu động thiên phúc địa của yến quốc khắp sơn xuyên địa mạch ở đây khẳng định có khắc đạo văn ngừng tụ một lực lượng thần bí làm cho bên trong thành một phiến tiền địa khác nếu như hắn có thể đột nhập vào không chừng có thể cắt đất điền lạc với bên ngoài đúng như vậy có thể mượn nơi này dùng tạm sau khi cẩn thận suy xét diệp vang bèn đi sâu vào trong sườn mạch linh khí thật là nồng đậm không hổ danh là động thiền phúc địa lúc này sắc trời đã tối đen nhưng có thể nhìn thấy trên một dãy núi phía trước có tử khí vườn quanh cái tên gọi tử rừng động thiền này xuất phát từ đây ở vị trí tử vụ phun trào thỉnh thoảng có những ngọn núi lửa phun lên ở khu vực bên ngoài đã có thể cảm giác được sự bất phàm non xanh nước biếc thanh tuyền chảy ẩm ẩm cây cối tốt tươi có rất nhiều cây cỏ đã thông linh trên thân còn có ánh sáng lấp lánh diệp phàm đi vào vùng phụ cận của tử dương động thiên cẩn thận quan sát hắn biết mình không thể trực tiếp đi vào bởi sân bôn nơi đây không chỉ có người dò xét mà còn có man thú thủ hộ hay còn man thú thân hình lồi lõm hình như là cá sấu rất lớn nhưng lại mọc ra hai cái cánh giống như một toàn núi nhỏ nằm trấn giữ đôi mắt sành trợn to có đạo đạo hào quang ẩn hiện à Sao lại có một thiếu niên nằm ở đây? Có chuyện gì xảy ra? Diệp Phạm kinh ngạc phát hiện ở trước cửa có mười mấy thiếu niên tầm 16-17 tuổi đang quỳ không dám đứng dậy. Một tu sĩ Tuần Sơn đi ngang qua nơi đó nói Các người nên đi đi. Tư chất của người quá bình thường cho dù có cố gắng hơn nữa cũng chỉ là vô ích. Tiền sư, người hãy cho chúng ta thêm một lần cơ hội nữa. Tên tu sĩ kia thở dài một hơi nói Các người quỳ ở đây đã mấy ngày rồi ta không phải là người vô tình thế nhưng tư chất của các người quá bình thường không cách nào thông qua khảo hạch được cho nên mau mau xuống núi đi tiên sư chúng ta không xin gì cả chỉ xin thêm một lần cơ hội mà thôi mấy tên thiêu niên đó quỷ mãi không đứng dậy khổ sở cầu xin thôi được rồi lại cho các người một lần cơ hội nữa nửa tháng sau sẽ có một lần tuyển chọn đệ tử có thể nắm giữ được cơ hội này hay không thì phải tùy thuộc vào các người đa tạ tiên sư những tiêu niên đồng loạt quỳ xuống lại. Nghe đến đó, Diệp Phạm nhanh chân bước tới. Ai vậy? Tiền tù sĩ kia lại quay đầu lại quan sát. Tiền sư, ta tới bái sư. Diệp Phạm kêu lớn. Nửa tháng sau mới bắt đầu, người tới quá sớm rồi. Nhà của ta ở cách đây xa lắm, mà ta lại đi bộ tới đây, phải mất tận nửa năm trời. Cho nên ta rất sợ tới chậm. Kinh xin tiền sư rủ lòng thương. Diệp Phạm đã đứng xa quan sát một thời gian, Thế tên tiền sư này cũng không phải là người có tâm tình cứng rắn. Có quá nữa là sẽ được chấp nhận. Việc này không hợp quy củ. Bộ mặt của Diệp Phạm rất chân thành. Hắn kể mình làm sao có thể kiếm đủ tiền. Nhiều lúc phải đi ăn xin, trao đèo lội suối vượt qua mấy ngàn dặm đường. Đi bộ hơn nửa năm thời gian. Khó khăn lắm mới có thể tới được đây. Người được gọi là tiền sư, tuổi tác cũng không quá lớn. Trong chỉ tầm 27-28 tuổi, tính tình xác thực rất mềm yếu, thấy Diệp Phạm quần áo làm đũ, mặt mũi thì giờ bẩn. Cuối cùng thở dài một hơi gật đầu nói, người và bọn họ cùng nhau vào đi. Diệp Phạm vội vã cảm ơn, cùng những thiêu điền kia tiến vào bên trong tử dương động thiên. Tất cả tiên sơn đều có tử khí bao quanh, trông rất huyền ảo. Vô số cùng điện đặt trên đỉnh núi, lấp lánh lòng lành, trông rất giống tiền cảnh. Linh khí ở từ dương động thiên còn nồng đậm hơn so với linh khư động thiên. Diệp Phạm nói thầm, âm thầm gật đầu nơi này quả thực rất bất phàm. Đi vào sâu trong tiền sơn, cây cỏ tốt tươi, linh dưỡng rất nhiều, một cỗ khí tức trong mắt ập đến, làm cho mọi người đều là cảm thấy thoải mái. Đây đúng là động thiên phúc địa vô cùng yên tĩnh và mỹ lệ. Diệp Phàm và những thiếu niên kia được bố trí cư ngụ ở bên rừng trúc, ở đây có mấy cái nhà gỗ chuyên dành cho tạp dịch ở, những đệ tử tù luyện không mấy ai đến nơi đây. Sau khi đến nơi này, Diệp Phàm dần dần bình tĩnh trở lại, nếu như ở đây mà vẫn còn bị tìm thấy thì chắc hắn chỉ có biện pháp liều chết chứ không còn cách nào khác quá nửa là do trên người ta có vật gì đó cho nên mới bị bọn chúng tìm được diệp phòng loại trừ ngay khối lục đồng đây chính là một trí bảo thần bí Lục trước đã có rất nhiều tu sĩ cầm trong tay mà còn không nhận ra được chứ đừng nói tới hôm nay nó đang yên lặng nằm trong kim sắc khổ hải của hắn chẳng lẽ là đạo kinh cũng không có khả năng chỉ cần hắn không vận chuyển huyền pháp thì kim sắc khổ hài của hắn sẽ hoàn toàn tĩnh lặng nằm im như thép người ngoài rất khó có thể cảm ứng được chẳng lẽ chính là khối nguyên tiết độ hành tung của ta cũng không có khả năng diệp Phạm nghĩ mãi mà không ra tự nói giờ không phải là lúc nghĩ nhiều như vậy trọng yếu là về luyện hóa khối nguyên này đã trong mấy ngày kế tiếp cô rừng trúc này vô cùng yên tĩnh không coi đến làm phiền cả đúng là một nơi vô cùng thích hợp để tù luyện những kỵ sĩ cường giả kia cũng không có tìm đến đây. Diệp Phạm bắt đầu tiến hành luyện hóa khối nguyên này. Mỗi lần luyện hóa, hắn đều cầm chắc nó trong tay, cẩn thận luyện hóa từng chút một. Mỗi ngày chỉ luyện hóa một chút thôi, bởi hắn sợ lượng sinh mệnh tinh khí trong nguyên bộc phát quá mạnh liệt, dẫn phát nguyên lực sóng chiều, dẫn tới bị người ta phát giác. Hôm nay đã là ngày thứ sáu, trăng đã lên cao, Diệp Phạm đang cẩn thận luyện hóa khối nguyên. Đúng lúc này, kim sắc khổ hải của hắn vang lên âm thanh của sóng thần thành thế rất dọa người hắn vội vàng ngừng lại giấu kỹ cối nguyền đi đúng là phiền phức thể chất của hắn rất đặc thù cũng bởi vì chuyện này mà hắn giật bật đặc dĩ. hắn tưởng mình có thể kiểm soát được nó kết quả lại ngược lại Lục đột phá vẫn vang lên âm thanh kinh khủng dị tượng trong khổ hải rất kinh người nếu như bị người khác phát hiện chắc chắn sẽ làm đổi lên một trận phong bà cực lớn Khô nguyên này xem ra không có cách nào hoàn toàn luyện hóa, chỉ có thể đợi khi rời khỏi nơi này mới có thể tiếp tục. Nhưng mà thu hoạch của hắn cũng không nhỏ. Kim sắc khổ hải đã lớn hơn một chút, thần văn trong khổ hải đã nhiều hơn trước tám đạo, bay lượn xung quanh bầu trời khổ hải. Diệp Phàm lại bắt đầu dung luyện khối thần thiết vụn, dùng đạo văn của khối lục đồng không ngừng tế luyện nó. Ngày hôm sau, sự yên lặng cuối cùng cũng chấm dứt. Có mấy tù sĩ trẻ tuổi đi tới nơi này và phát hiện ra Diệp Phạm. Là người, hóa ra là tên tiểu khất cái khỉ trước. Trên mặt của mấy đệ tử tử dương động thiên vô cùng kinh ngạc. Mấy hôm trước họ đã gặp mặt hắn, nhưng hôm nay đi tiểu mạn không có ở đây. Ngày hôm qua Diệp Phạm gây ra động tĩnh rất lớn, có một số tù sĩ đến trả xét. Lúc đó là ban đêm nên không phát hiện được gì cả, cũng bởi vậy mới dẫn tới sự hiếu kỳ của mấy người này. Sáng hôm nay kéo tới đây mà xem. Người vào Tử rừng động thiên của chúng ta làm gì chẳng nhẽ tới tìm lý sự bội ư. Những người này đều vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới ở đây có thể gặp mặt Diệp Phạm. Trưởng môn từ dương động thiên của các ngươi ngẫu nhiên gặp được ta, nói ta thiên tử bất phàm, không thu được ta làm đồ đệ thì không có buông tha. Diệp Phạm rất lưu đoát bịa chuyện. Mấy người này đương nhiên là không tin, sắc mặt đều hiện lên sự bất thiện. Trong đó có một vị nữ tử trầm giọng nói, da mặt của tiểu khất cái người thật là dày. Lúc này, có một trung điền nam tử xuất hiện trong khu rừng trúc đi loanh quanh vài vòng sau đó ngừng lại nói ta cảm giác được khí tức của nguyên tham kiến sư thúc tổ mấy tên đệ tử trẻ tuổi vội vàng hành lễ diệp Pháp nhất thời cả kinh linh giác của người này quá nhạy cảm khu quyền đã được hắn phong kín nhưng vẫn bị hắn cảm ứng được không cần phải đà lễ sắc mặt của người trung niên này đỏ hồng tóc đèn nhánh thế nhưng đôi mắt nhìn rất giả nua không tương xứng với tuổi tác bên ngoài của hắn. Tuổi tác thực sự của người này cũng phải tầm 70-80 tuổi rồi. Diệp Phạm âm thầm suy đoán, cảm thấy đây là một vị cường giả đáng sợ. Ở trên người của ngươi, hắn liếc mắt nhìn thẳng vào Diệp phàm Tham kiến tiền bối, Diệp phàm thị lễ. Người không phải đệ tử của từ dương động thiền chúng ta chăng? Không phải ạ. À? Không thấy được trùng điền nhân di chuyện thế nào, nhưng trước mắt đã xuất hiện trước người Diệp phàm giống như phi hành xuyên qua không gian, đưa một tay nắm chặt lấy cổ áo của Diệp Phạm. Tiền bối, người làm chuyện này là thế nào? Diệp Phạm thất kinh, hắn cho rằng người này muốn động thủ. Thể chất của người. Trung Điền nam tử giật mình, sau đó lại lắc đầu thở dài một hơi. Hiện nhiên kiến thức của hắn rất rộng rãi, chỉ trong chớp mắt đã suy đoán ra được. Lúc này Diệp Phạm khẩn trương vô cùng, hắn điều khiển cổ hải của hắn thật yên lặng. Dùng hắc ám bao trùm lên kim sắc khổ hải, giống như biến thành một mảnh đất chết. Khi trung niên nhân thăm dò tới cũng không phát hiện được gì điều này làm diệp phàm vô cùng kinh dị hắn đã cố tình che giấu nhưng cao thủ này vẫn có thể tự mình thăm dò khổ hài của hắn cuối cùng là phát hiện ra được trên người của người có phải có một khối nguyên hay không trung niên nam tử lại hỏi diệp phàm không cách nào giấu giếm được nữa lôi cái hộp gỗ ra rồi nói ta không biết đây có phải là khối nguyên hay không nhưng đây là vật tổ truyền của nhà ta nam tử trung điền mở ra hộp gỗ nhìn thoáng qua nói đúng vậy đây chính là nguyên tuy rằng không tinh thuần nhưng cũng đã rất hiếm có rồi người có nguyện ý đổi lấy thứ khác không việc này người không thể tù luyện khối nguyên này khối nguyên này đối với người là vô dụng người yên tâm ta chắc chắn sẽ không để người phải chịu thiệt nếu như người đồng ý trao đổi ta sẽ cho người tài phú mà mười đời nhà ngươi cũng không xài hết nhưng ta không muốn đổi Diệp pham tỏ vẻ khó khăn tuy đã vào linh cư động tiên, có thể tạm thời thoát khỏi kỵ sĩ của cương gia, nhưng hắn không ngờ là lại bị lộ khối nguyên này ra. Điều này làm cho hắn có cảm giác tiếc nuối, nhưng cũng không cách nào khác cả. Người thực sự không muốn trao đổi sao? Trung điền nam tử cất tiếng hỏi, thần sắc rất ôn hòa, không có ép hắn. Ta không muốn trao đổi. Thôi vậy, nếu như đã quyết định, ta cũng không có ép ngươi, cũng chỉ là một khối nguyên mà thôi. Đối với ta mà nói, có cũng được, không có cũng được vừa dứt lời hắn xoay người rời đi chỉ mới bước được vài bước đã biến mất trong tầm mắt của mọi người diệp phàm chợt rùng mình đấy mới chân chính là cao thủ tiểu khất cái không nghĩ là trên người của người lại có nguyên cho dù không phải tinh thuần nhưng cũng trần quý hơn linh dược nhiều sắc mặt của mấy nam nữ trẻ tuổi này đều rất khác thường không ngờ tới là trên người của diệp phàm có bảo vật trong lòng mấy người không khỏi sinh ra sự mơ ước tiểu khất cái người đúng là không biết nắm giữ cơ hội Người biết người lúc nãy là ai không? Đó chính là đệ nhị cao thủ của tử dương động thiên, tu luyện đã hơn trăm năm, còn cường đại hơn cả mấy vị sư tổ. Nếu như người đàm quyền dần lên cho người, kết thiện duyên với nhân vật cỡ này sẽ mang lại rất nhiều điều tốt đấy. Mấy tên nam tử trẻ tuổi này tới tấp đều ra điều kiện, muốn Diệp phàm làm trao đổi, nhưng hắn không có đáp ứng. Mãi cho tới khi mấy người đó đi xa, Diệp phàm mới tự nói, Tuy rằng có thể tạm thời tránh thoát khỏi kỵ sĩ của cương gia, nhưng lại để lộ khối nguyên mất, không biết có mang lại phiền phức gì không nữa. Nửa canh giờ sau, Lý Tiểu Mãn xuất hiện ở trong rừng trúc, có mấy tên nam tử trẻ tuổi đi theo nàng. Lý Tiểu Mãn không hỏi Diệp Phàm vì sao xuất hiện ở đây, bình thản nói. Diệp Phàm người không thể tù luyện, nằm giữ khối nguyên này cũng vô dụng, không bằng dùng đó trao đổi, lấy phúc đức mời đời. Diệp phàm trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, ta không có muốn đổi. Bây giờ, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên trước sự kiên nghị của hắn. Đây là một khu vực yên tĩnh, bình thường không có đệ tử tu luyện tới đây. Khu rừng trúc xanh như ngọc, đừng tô điểm thêm vài căn nhà gỗ, chỉ dùng làm nơi ở cho tạp dịch. Gió khẽ đưa nhẹ nhẹ, cả khu rừng trúc lay động, âm thanh của những lá trúc xanh biếc va vào nhau kêu xào xạc, không khí trong tảnh tươi mát tỏa ra khắp muôn nơi. Đi tiểu mạn mặc bộ quần áo màu trắng, phất phơ bay theo gió, trông rất phiêu giận xuất trần. Mái tóc đen và dày, xa tín như ngọc, đôi mắt như thù thủy, nhìn chăm chú vào Diệp phàm rồi nói Người chỉ là một phạm nhân, không nguyên trong tay của người không có tác dụng nào cả. Ta mặc dù chỉ là một phạm nhân, nhưng cũng biết giá trị của thứ này. Các người là tu tiền giả, còn coi trọng nó như vậy, thì tại sao lại vô dụng với ta? Diệp Phạm lắc đôi khối nguyên trong tay cả cởi nói bên trong nó phong ấn một lượng sinh mệnh tinh khí vô cùng lớn. Ta nghĩ đối với phạm nhân mà nói, việc kéo dài tuổi thọ thì không thành vấn đề. Người dùng nguyên để kéo dài tuổi thọ cho một phạm nhân thực sự là quá lãng phí. Mấy nam nữ trẻ tuổi đều tỏ ra không vui. Người nếu muốn kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể thì thực có nhiều biện pháp lắm. Chẳng hạn người có thể dùng nguyên để trao đổi lên một ít bách thảo dịch để dùng. Đúng như vậy, nếu những người chịu trao đổi khối nguyên này, thì chúng ta sẽ làm cho người thỏa mãn. mấy nam nữ trẻ tuổi này đều tranh nhau nói chuyện, khối nguyên này có sức hấp dẫn vô cùng lớn với bọn họ, tất cả đều vô cùng muốn có. thật là có lỗi, ta không muốn trao đổi, ta không có hứng thú với chuyện nói chuyện với các ngươi. cho dù thế nào đi chăng nữa, Diệp Phàm cũng không thể trao đổi khối nguyên này, trực tiếp từ chối thẳng thừng. mấy tên nam nữ trẻ tuổi này đều biến sắc mặt, đối với bọn chúng khu quyền này có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Giờ lại bị giữ trong tay một phạm nhân, quả từng giống như một hạt trân châu bị vứt trên tay một đứa trẻ, quá lãng phí. Ai trong bọn họ cũng muốn chiếm làm của riêng. Lý Tiểu Mạn đứng yên một chỗ, bạch y tung bay, mái tóc phấp phới theo gió nhẹ nói. Người không biết một phạm nhân mà nắm giữ nguyên thì sao ư? Nó không phải là tài phú, nó chỉ đem đến cho người tài vạ mà thôi. Ngươi chỉ là một người bình thường, không cách nào bảo vệ nó cả. Chẳng lẽ các người muốn cướp đoạt nó sao? Diệp Phạm thu hồi khối nguyên nhìn thẳng vào mấy người. Ngoại trừ sắc mặt của Lý Tiểu Mạn vẫn lãnh đạm, sắc mặt của những người khác đều vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phạm. Lúc nãy, đệ nhị cao thủ của tử Dương Động Thiên cũng không lấy thịt đà người, chẳng lẽ các người muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Âm thanh của Lý Tiểu Mạn không to không nhỏ, lại nói, chuyện người con nguyên không còn là bí mật nữa, tin tức đã bị bại lộ ra ngoài, Bây giờ có thể nhất thời an toàn Nhưng an nguy sau này thì rất khó nói Ý của người là Ta chỉ có thể lựa chọn trao đổi sao Lý Tiểu Mạn gật đầu nói Dùng đó để trao đổi với tù tiền giả Thì cả quãng đời sau này của ngươi Sẽ phú quý vô cùng Không phải tiếp tục bồn bà nữa Cứ an tâm là một phú ông Hưởng dụng vinh hòa phú quý Thực lực của các người cũng không cao Sinh bệnh tinh khí trong quân quyền này Các người cũng không luyện hóa được tây Diệp phàm có khả năng bị thuyết phục mấy người bên cạnh tranh nhau nói. Chúng ta tuy rằng không thể trực tiếp tuyệt hóa, nhưng có thể giao lại cho sư trưởng trong một phái. Vị tiền bối lúc nãy công thảm tạo hóa, chính là đệ nhị cao thủ của từ dương động thiên, đã từng trợ giúp Lý Sư muội khôi phục thành xuân. Nếu ngày hôm nay, Lý Sư muội có thể dâng lên khối nguyên này, tất nhiên sẽ được khen thưởng. Chúng ta có thể tiếp cận vị tiền bối đó, mà nghe sự chỉ bảo. Diệp Phạm cười cười không nói gì cả, nhìn về phía Lý Tiểu Mạn. Đúng như vậy, Tạ đích thực muốn dùng cơ nguyên này dựng lên cho vị tiền bối kia. Lý Tiểu Mạn thần sắc điềm tĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, lặng lặng nhìn Diệp Phạm nói: Ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi, mà sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Diệp Phạm lắc đầu, bình thản cười cười, lại nói tiếp: Vẫn không khác gì ngày xưa cả. Lý Tiểu Mạn cũng không có phản bác, đi về phía trước mấy bước, nhìn chăm chú Diệp Phạm, nói tiếp: Ta biết ngươi rất tự tin, cũng có năng lực, không cam lòng làm một phạm nhân nhưng sự thực chính là như vậy. Thể chất của ngươi không cách nào tu luyện được, chỉ có thể là một người bình thường. Ta hy vọng ngươi có thể an tâm là một phạm nhân, đừng có ham muốn quá nhiều làm gì. Mơ ước ít đi một chút, buông xuôi những giấc mộng hão huyền. Khô quyền này với ngươi quả thật không có tác dụng gì cả. Chấp nhận hiện thực đi, an tâm là một người bình thường, có khi đó cũng là một loại hạnh phúc. Xem ra, chúng ta vẫn không hiểu rõ được nhau rồi. Diệp phàm không nói thêm gì nữa, con người đều tìm sự tranh đấu mà. Lý Tiểu Mãn có chút dừng lại, nói tiếp, tiên và phàm là hai thế giới. Tiên và phàm là hai thế giới sao? Diệp Phạm cười cười hững hờ, mở miệng nói, chuyện tương lai không ai có thể đoán trước được, không chừng ta cũng sẽ đi trên con đường của các ngươi. Đến lúc đó, các người không chừng sẽ bị ta vượt qua đấy. Sắc mặt của mấy tù sĩ trẻ tuổi của từ dương động tiên đều rất khác thường. Bọn họ cảm thấy những lời nói của hai người này có mùi vị đặc biệt, không đơn giản chỉ là hàng xóm. Nhận là Diệp Phàm chẳng có chút gì giống một thiếu niên 11, 12 tuổi cả. Cho dù như thế nào, ta cũng không trao đổi cơ nguyên này, mời các người về cho. Diệp Phàm rụi rụi tay, làm dấu hiệu tiễn khách. Người... Sắc mặt của mấy tên đệ tử của từ dương động thiền rất khó coi. Trước khi Lý Tiểu Mãn xoay người rời đi, vẫn nhìn Diệp Phàm một lần rồi nói. Sớm tiếp thu hiện thực, đây là một người bình thường đi đột nhiên phía ngoài cửa tử rừng động thiên đại loạn chuyển đến rất nhiều âm thanh quát tháo phía đó không ngừng có những đạo quang mang màu đỏ rực phá không bay lên xem ra có tù sĩ cường đại đang chiến đấu đi ra ngoài đó xem mấy tên đệ tử trẻ tuổi đang ở trong rừng trúc nhanh chóng xông ra ngoài tim của diệp phàm đập mạnh một cái có người đang xông vào sơn môn trong nháy mắt hắn đã liền tưởng tới tên kỵ sĩ của cường gia ta cũng nên trà trộn vào đám người này đi xem một chút lúc này tử dương động thiền đã đại loạn rất nhiều tu sĩ chạy về hướng sơn môn khi diệp phàm chạy tới nơi thì phát hiện có mấy người bị trọng thương đang được người khác khiêng trở về người nào gan to như vậy dám lèn vào tử dương động thiền của chúng ta sau khi bị phát giác mà vẫn xuất thủ đánh người là một cường đại kỵ sĩ hắn ngồi trên một con dị thú vô cùng đáng sợ đánh bại năm vị cao thủ của chúng ta thiếu chút nữa đã phá vòng vây mà đi hiện giờ đã bị sư thúc tổ ngăn cản. Nghe được mọi người nghị luận, Diệp Phạm hầu như có thể xác định chính là tên kỵ sĩ cường gia kia tìm đến. Đúng là bám dai như địa. Chuyện này làm đôi mày của hắn nhíu chặt. Đúng lúc này, phía trước truyền đến những tiếng hoàn hồ có người hồ. Sư thúc tổ quả nhiên cương đại đã bắt giữ được tên kỵ sĩ đáng sợ kia rồi. Một trùng điền đang cất bước xuyên phá hư không, bình tĩnh đi trở về. Chính là đệ nhị cao thủ của từ Dương động thiên, người mà trước đây không lâu Diệp Phàm đã từng gặp mặt. Hắn đã đánh ngất con dị thú, bắt giữ tên kỵ sĩ trở về, đám xuống đất nói. Trước tiên, cứ đem hắn giam vào thạch lao. Cũng đến lúc đi rồi, tử dương động thiên giúp ta một việc lớn. Tốt nhất là đem củ khoai nóng bỏng tay này nhốt thêm mấy ngày. Diệp Phàm có thể tưởng tượng khi tử dương động thiên biết được thân phận của tiền kỵ sĩ sẽ hối hận vô cùng diệp phàm bước ra khỏi sơn môn của tử dương động thiên nhanh chóng chạy về những dãy núi điền biển phía bên ngoài. Nhưng đã có mấy người phát hiện ra hắn, liếc mắt nhìn nhau, chia ra bám theo. Nếu như có thể tránh thoát được kiếp nạn lần này, ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh để tù luyện. Diệp Phạm gặp một loạt sự kiện, hắn rất khát khao mình sẽ trở nên mạnh mẽ. Hắn khát vọng lực lượng cường đại. Khi chạy trốn được mấy chục dặm, Diệp phàm có cảm giác không đúng, nhất định là phía sau có người bám theo hắn. Tốc độ cũng không chậm hơn hắn, có lẽ sắp đuổi tới nơi mất rồi. Trong lòng của hắn rùng mình, chớp mắt đã nhảy vào một bãi loạn thạch, lấp sau một tảng đá, nhìn về phía sau. Là hắn, người đuổi theo tầm 26, 27 tuổi, chính là một vị sư huynh của Lý Tiểu Mạn. Trước đây không lâu từng có ý muốn trao đổi với hắn. Tốc độ của hắn rất nhanh, đã tiến vào trong bãi loạn thạch. Ta thấy người rồi, mau ra đi, để khối nguyên ở lại, ta sẽ cho người một con đường sống quả nhiên các ngươi muốn cướp đoạt khối nguyên này. Diệp Phạm đang trốn phía sau khối cự thạch, cũng không dám vọng động. Thực lực của người này không kém, nếu không thì không cách nào đuổi kịp hắn được. Cho dù hắn đã đoạt được nguyên, nhưng nhất định sẽ không buông tha cho ta. Đã như vậy, không bằng ta tiền phát chế nhân. Diệp Phạm đã quyết định, nếu người không ra, sau khi ta tìm được, thì đừng có trách ta không để cho người một con đường sống. Người này rất cẩn thận, hắn cảm thấy tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, chỉ chút nữa thôi đã thoát khỏi sự đeo bám của hắn. Đây không phải là một phàm nhân bình thường. Khi người này di chuyển tới gần khối cự thạch, đột nhiên một đạo kim quang vọt lên, xuyên phá hư không, chém mạnh tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, máu tươi bắn tùng tóe, một cái đầu lâu lằn lồng lốc, một thi thể không đầu đang phun máu lên không trung, cao tới 2 mét, phi phi mấy tiếng rồi đổ ụp xuống. Diệp phàm thu hồi kim thư, thần sắc hắn lại biến đổi phía sau có mấy người đang đuổi theo nhanh chóng tới gần nơi đây hắn vội vã liếc mắt một cái sau đó chạy như bay hắn không biết đám người phía sau có lý tiểu mạn hay không bởi cây cối nơi đây quá um tùm không thể nào nhìn rõ hết cả được hy vọng người không có ở phía sau diệp phàm không quay đầu lại chạy ra xa lúc bây giờ diệp phàm cũng vô cùng bối rối cũng chẳng quan tâm phía sau là những ai diệp phàm chạy trốn rất nhanh hắn bằng đèo vượt núi nhảy nhót như linh viên là vun vút như báo săn bồi bỏ qua vô số đồi núi ở phía sau lưng nhưng mà hắn cũng không có cách nào thoát khỏi mấy người phía sau được mấy đạo nhân ảnh vẫn là bám theo sầu sát nút có thể tưởng tượng tu vi những người đó không kém có lẽ là tu sĩ khổ hải trung kỳ đột nhiên sắc mặt của diệp phàm cứng lại ở hẻm núi phía trước có một đạo thân ảnh đang đứng chặn mất lối đi hóa ra phía sau không chỉ có trì bình mà phía trước cũng có người chặn đón Lúc này, hắn cũng không kịp quay đầu lại chạy hướng khác nữa, lập tức dừng lại nói. Nhị vị, trước đây không lâu chúng ta còn ngồi nói chuyện phiếm, sao bây giờ lại chặn lối đi của ta? Chặn lối đi ở phía trước chính là một đôi nam nữ, tuổi tác đều khoảng 25-26 tuổi. Vị đứa tử nhách mồi cười lạnh rồi nói, Người đang ở từ dương động thiên, tại sao lại trốn đi? Có phải đã làm chuyện gì mà không muốn người khác biết không? Tên nam tử kia bước về phía trước mấy bước, đến gần Diệp phàm nói, Không phải người trộm thứ gì đó chứ, không thì tại sao phải vội vã chạy trốn? Quả nhiên là bản tính ăn trộm không thay đổi, đã ở trong tử dương động thiên của chúng ta rồi, mà tay chân vẫn không sạch sẽ. Tả nghi, không quyền trên người của ngươi, chắc chắn cũng có là lịch bất chính, không chừng ăn trộm của tử dương động thiên chúng ta. Không thì một tiểu cất cái làm sao có thể có được trọng bảo như vậy. Nữ tử trước mặt cũng áp sát lại gần. Mà trong thời gian này, Diệp phàm cũng tự nhiên đi về phía trước, bình thản, không có biểu hiện gì là muốn xông tới cả thần sắc của hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Hai người này rõ ràng muốn cướp đoạt khối nguyên của hắn, cho nên mới kể nhiều tội danh cho hắn như vậy. Đại ca đại tỷ, các người tại sao lại bẩn thiểu như vậy chứ? Khu quyền này rõ ràng là bảo vật gia truyền của nhà ta, đừng có hất nước bẩn lên người khác như vậy. Trong khi nói chuyện, Diệp Phàm đã đi tới gần hai người phía trước. Đột nhiên mấy người ở phía sau, thay đổi bền đã tiếp cận thì hô to, cẩn thận. Nhưng đã quá muộn, Diệp Phàm đã quyết đoán xuất thủ, nhanh chóng nhảy lên một cái, hai tay xuất thủ nhanh như điện, đập mạnh đầu của hai người lại với nhau. Hai tên tù sĩ này không thể nào nghĩ ra được, chỉ một thiếu niên 11-12 tuổi lại có thân thủ đáng sợ tới như vậy, cho nên không có phòng bị gì cả, ngã lăn ra đất, hồn mề bất tỉnh. Diệp Phạm không sử dụng kim thư, chủ yếu là hắn không nắm chắc việc trong nháy mắt có thể giết được hai người này không. Đồng thời sẽ tạo ấn tượng cho những người ở sau, cho rằng hắn dựa vào thủ đoạn này để giết người đầu tiên. Hắn không muốn cho người khác biết thủ đoạn của hắn. Diệp Phạm đã rút từ trên người nữ tử kia một thanh loan đao làm động tác muốn chém xuống hai người. Mấy người phía sau nhất thời quát tháo ẩm ý. Diệp Phạm không chém xuống mà lại nở nụ cười lạnh rồi nói Hy vọng có thể lừa gạt được các ngươi Hắn làm ra vẻ hoang mang, hoảng loạn, cắm đầu bỏ trốn. Quả nhiên phía sau vang lên tiếng quát căm hận. Có người nói Thằng nhãi con này rất là điều hòa xào quyệt. Dương Sư Huynh chắc chắn bị hắn dùng thủ đoạn như vậy chém chết trong bãi loạn thạch. May mà chúng ta theo sát, nếu không Vương Sư Huynh và Trương Sư muội chắc chắn sẽ bị hắn hạ độc thủ. Diệp Phạm nói thầm, các người không đuổi kịp thì thôi, chứ nếu cứ dày dừa không gừng, lúc đó ta sẽ đem đến cho các người sự vui mừng. Thực lực của hắn còn yếu, nếu như để lộ con bài tẩy, vạn nhất bị mấy người này vây bắt, hậu quả có mà lường được. Bây giờ thành công lừa gạt mấy người này, hắn đã giữ lại cho mình một tấm bùa hộ mệnh lại tiếp tục chạy trốn mười mấy dặm rốt cuộc cũng có ba thân ảnh đuổi tới có một cô gái ở giữa cười lạnh nói hắn không phải đệ tử của tử dương động thiên chúng ta nhưng lại chạy rất nhanh cho dù đã vòng vèo không ít nhưng cuối cùng cũng bị chúng ta chặn được sắc mặt của hai nam đệ tử khác vô cùng âm trầm một người mở miệng rít lên nói đáng thương cho dương Sư huỳnh trúng kế của thằng ngãi con này mà bị giết chết thật là đáng giận nếu như không phải chúng ta tới kịp, thì Dương Sư Huynh và Trường Sư muội chắc chắn đã gặp bất trắc khi bị tiểu thất cái này đánh lén thành công. Một năm đệ tử các thần sắc vô cùng lạnh đùng, lại nói, Diệp Phạm giả bộ sợ hãi, giả dạng thần sắc của tiêu niên 11, 12 tuổi, lập bắp nói, mấy vị không thể trách ta, là bọn hắn muốn giết ta, muốn đoạt đi quân quyền của ta, ta không có cách nào khác. Nhân lúc bọn chúng chưa chuẩn bị, đánh ngất bọn chúng, bọn họ... Thần sắc của vị nữ tử đứng giữa càng bằng lãnh, lạnh giọng nói. Dương sư huynh bị người giết chết. Ta cho rằng đã đánh ngất hắn rồi, nhưng không ngờ khi hắn ngã trên mặt đất, hắn còn tóm lấy chân của ta. Ta sợ quá rút đao ra không cẩn thận, bổ một cái vào cổ của hắn. Diệp Phạm già dạng trẻ con rật nhụt nhạt. Không cẩn thận sao? Sắc mặt của nữ tử kia càng thêm âm trầm, dùng nhàn xình đẹp phụ đầy xương lạnh, lạnh đủ nói. Không cẩn thận mà giết được Dương sư huynh người đang kể chuyện cười hay đang trầm chọc chúng ta chứ? Không cần phải nói thêm gì nữa, thật đoạt lấy nguyên của hắn rồi giết hắn đi, báo thù cho Dương Sư Huynh. Nếu như trực tiếp giết hắn thì quá tiện nghi cho hắn. Trong mắt của hai tên nam đệ tử đều lấp lánh hàn quang, sát khí tỏa ra vô cùng đáng sợ. Lúc này Diệp phàm vô thanh vô tức di chuyển, thận sắc vô cùng đáng sợ, điều chỉnh phương hướng sao cho đối mặt trực diện với hai nam tử này. Đột nhiên, một đạo kim quang rực rỡ trong cơ thể Diệp Phàm bay ra, giống như một tia chớp màu vàng, làm cho Thái Dương phải biến sắc. Kim thư thần quang lóa mắt, xẹt qua ngang trời. Thành âm lành lẹ, nhẹ nhàng truyền đến, hai nam tử chết không nhắm được mắt, liên tiếp bị chém ngang không, máu tươi bắn tung lên, nửa thân thể phía trên của bọn họ mới rời xuống đất. Máu tươi trào ra, nửa thân dưới thì lắc lư khoảng một giây, sau đó cũng đổ ập xuống. Người... Nữ tử kia vô cùng kiếp sợ, nhưng phản ứng rất thần tốc, trong chớp mắt đã tết xuất ra một tử sắc thần võng chụp xuống đầu của diệp phạm kim thư giống như một thái dương màu vàng thần quang như muôn phản ngọn lửa đang tiêu đốt bắn thẳng vào cái tử sắc thần võng phát ra tiếng kêu lang càng tử sắc thần võng đứt ra từng khúc kim thư vọt qua xoạt một tiếng chém tới một âm thanh nhỏ vang lên đầu của nữ tử kia đã rớt xuống đất diệp phạm Long mồ hôi lạnh nếu như không phải ẩn giấu được con bài tẩy lừa dối thành công mấy người này thì người nằm trong vũng máu chính là hắn rồi muốn giết ta đoạt nguyên giết bọn người cũng không làm ta có cảm giác hổ thẹn gì cả chỉ xử lý qua lo một chút rồi diệp phàm lại phóng như bay không dám trì hoãn chút nào vừa lao ra được hơn trăm thước phía sau truyền đến âm thanh gào thét mấy người phía sau đang cấp tốc đuổi tới diệp phàm lướt mắt một cái thần sắc cứng đờ bởi vì hắn thấy được đí tiểu mạn hắn cũng không biết cảm giác của mình lúc này ra sao nữa ngày xưa hai người từng có một thời gian phát sinh tình cảm, tuy rằng đã kết thúc lâu lắm rồi, nhưng mà trong hoàn cảnh này vẫn vượt qua dự liệu của hắn. Có thể lạnh lùng đối lập, có thể làm người dưng, nhưng phải đối mặt trong hoàn cảnh này thì hơi khó. Nàng muốn giết ta hay là đi ngăn cản các sự huỳnh sự tị của nàng, ta hy vọng nàng chọn phương án sau. Diệp Phạm thầm nói như vậy, thứ tình cảm này đã chôn sâu từ lâu, cho nên cũng không tác động gì đến hắn được nếu như phải đứng trước mặt nhau thì quả thật là quá mức vũ diệp phạm. diệp phàm chạy trốn trong núi như đi trên đất bằng tốc độ cực nhanh đột nhiên phía sau hắn vang lên tiếng chuông vang vọng khắp núi rừng đây là do tử dương động tiên phát ra sau khi diệp phàm quay đầu nhìn lại thì hắn phát hiện mấy người phía sau đã dừng lại rồi nhanh chóng chạy về tiếng chuông có thể chuyển xa mấy chục dặm sau khi bọn chúng nghe được thì lập tức trở về có phải là tử dương động tiên triệu tập đệ tử chăng tầm từ của Diệp Phạm xoay chuyển cực nhanh, thoáng chốc, hắn đang nghĩ ra một khả năng. Từ dương động thiên phát sinh chuyện gì đó không bình thường, rất có khả năng bọn họ đã biết được thân phận của tên kỵ sĩ của Khương Gia. Không tốt, hắn lập tức trốn thật xa. Khi đi ngang qua một cúc sông, hắn lấy khối nguyên ra vứt xuống đáy sông. Đệ nhị cào thủ của tử dương động thiên có thể cảm ứng được ký tức của Nguyên. Các cường giả khác cũng có thể cảm ứng được. Ta không thể mang nó trên người. Sau này sẽ đến đây lấy lại. Diệp Phạm sợ cao thủ của tử dương động thiên trùy sát tới, hỗ trợ cho kỵ sĩ của Khương Gia, vậy thì vô cùng phiền toái. Không thể tiếp tục chạy ra phía ngoài được nữa, phải thực hiện ngược lại so với dự đoán của bọn chúng mới được. Diệp Phạm nhanh chóng quay người chạy về phía sau. Sau đó, hắn tới được một thác nước, bám chặt vào vách đá, lặn xuống, cắn răng chịu đựng dòng thác trùng kích. Tù vì của hắn hiện nay không phải là cao thâm gì cho lắm, nhưng cũng có thể bế khí một thời gian dài. Khi nào không chịu được nữa thì nhô ra ngoài, hít mấy ngụm không khí. Cứ như vậy, Diệp Phạm trong rã trốn ở đây ba ngày ba đêm liền. Cũng có người tìm kiếm hắn đi qua nơi đây, nhưng lại không chú ý tới phía bên dưới của thác nước. Sau đó, Diệp Phạm đổi một địa điểm ẩn thân khác, trốn vào trong núi sâu nửa tháng trời, không một ai phát hiện ra hắn. Đêm nay, Diệp Phạm lặng lẽ rời khỏi sơn mạch của tử dương động tiên. Mấy ngày sau đó, hắn đã xuất hiện cách đó ngàn dặm hoàn toàn thoát khỏi phạm vi của tử dương động tiên. Nhớ lại những gì đã trải qua ở tử dương động tiên, Diệp Phạm ấn tượng nhất chính là thần sắc lãnh đạm của Lý Tiểu Mạn, khuyên hắn đừng nên suy nghĩ thiếu thực tế, chấp nhận hiện thực là một phàm nhân bình thường, dường như cố ý làm cho hắn thấy nàng bây giờ đã cao cao tại thượng. Chắc là đã thoát khỏi tên kỵ sĩ của cương gia kia rồi, phải mau chóng tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện thôi. Nhưng mà, điều làm cho Diệp Phạm không nghĩ tới là, chỉ ba ngày sau, trên bầu trời đã xuất hiện kỵ sĩ của Khương Gia. Đúng là bám dai như địa, vấn đề không phải xuất hiện trên khối nguyên kia. Diệp phàm đem toàn bộ các thứ trong người móc ra, có một khối ngọc bội màu trắng do lão nhân gột thành phòng đưa cho hắn. Chắc là không có vấn đề gì, còn có một khối ngọc bị vỡ mất một góc, là của tên đạo sĩ bất lương đoạn đức cho hắn, chắc cũng không có vấn đề gì. Sau đó, hắn móc ra được một hạt bồ đề, tự nói, chẳng lẽ là do nó? Nếu ném hạt bồ đề này đi, thì rất đáng tiếc bởi vì nó có thể giúp cho hắn ngộ đạo. Diệp Phạm chưa bao giờ coi nó là linh bảo mà coi là nó là mầm mống của thần thụ. Bây giờ suy nghĩ lại, có khả năng vấn đề xuất hiện trên hạt bồ đề này. Có thể trọng bảo mà Khương Giật Thần cảm ứng được chính là hạt bồ đề này chăng? Sau đó, Diệp Phạm đi lên một tử lâu gọi mấy món chuẩn bị ăn cơm. Đúng là nhân sinh hà sử bất tương phùng. Đột nhiên một thanh âm già nua vang lên bên tay Diệp Phạm một lão dân gầy trơ xương, tóc tài trà kín mặt mũi, giống như ủ linh đang lượn lờ xung quanh hắn. Hàn trưởng lão, Diệp Phạm kinh sợ, thiếu chút nữa xô đổ cả bàn ăn. Đúng là nhà rột, lại gặp phải mưa đêm. Trong thời khắc quan trọng này, lại còn gặp lại hắn. Xem là chúng ta rất có duyên, ta cũng đang tìm ngươi. Hàn trưởng lão của linh khư động thiền ngồi xuống bàn đối diện. Hàn trưởng lão tìm ta có chuyện gì vậy? Hàn trưởng lão như một cành củi khô héo, huyết nhục đã biến mất. Chỉ còn lại tấm thân da bọc xương. Hơn nữa, mái tóc bạc đã che khuất khuôn mặt. Trông rất đáng sợ. Hắn âm trầm nói. Ta đã chuẩn bị cho người rất nhiều linh dược, nhưng không tìm được ngươi. Không nghĩ chúng ta lại gặp lại ở chỗ này. Chuẩn bị cho ta rất nhiều linh dược sao? Người là vị thuốc chính, còn linh dược chỉ là phụ thôi. Hàn trưởng Lão không nhanh không chậm, lại nói. Còn mẹ nó chứ, người là đồ cá ngão. Diệp Phạm đập mạnh xuống bàn. Bây giờ hắn nhân nhìn cũng chỉ vô ích mà thôi tất cả mọi chuyện xảy ra với hắn quá bất ngờ tại sao lại gặp hàn trưởng lão ở đây hàn trưởng lão không đổi giận vô cùng bình tĩnh tự mình rót một chén trà vén mái tóc rối bời rồi bưng chén trà lên uống bỗng nhiên diệp phàm có cảm giác sởn tóc gáy ngón tay của hàn trưởng lão giống như dày sắt khổ quắt queo chỉ còn lại xương ngón tay được bao bọc bởi một lớp da mà sau khi hắn vén mái tóc lên làm hàm dưới đã lộ ra rồi làm cho người khác nổi cả da gà trông đó như một mảnh giấy vụn bị người khác vò nát không còn ra hình dạng gì nữa da rẻ đã nhăn nhúm trông ảm đạm vô cùng làm cho người ta sợ hãi nhất chính là đôi môi của hắn đã khô quắt lộ ra hàm răng đen nhánh không hề có chút sự sống và huyết sắc nào cả cái lưỡi của hắn đã bị co rụt lại theo ta lên đường thôi hàn trường đã uống một gụm trà khẽ đặt chén trà xuống giọng nói không nhanh không chậm thành ngầm không có chút sức sống nào cả Diệp Phạm rất muốn xuất ra kim thư, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn vô cùng hiểu rõ, do khác nhau về cảnh giới, cho nên thực lực hai người chênh lệch quá xa. Hàn trưởng lão, người làm như vậy không sợ trời phạt hay sao, đem người sống để luyện dược, ngay cả người đồng môn cũng sẽ không tha cho người đâu. Diệp Phàm vừa nói vừa suy nghĩ đối sách, nếu đã rơi vào tay của đối phương, chỉ sợ sống còn đáng sợ hơn là cái chết. Ta đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, không có ai biết chuyện này đâu, Hàn trưởng lão giống như một cây khô, lặng lặng ngồi ở bàn đối diện. Hắn càng bình thản thì càng có vẻ âm trầm và đáng sợ. Diệp Phàm lấy tấm ngọc bội của Ngô Thanh Phong trưởng lão ra nói. Người nếu nhìn giết ta, Ngô Thanh Phong trưởng lão ngày tức khắc sẽ biết. Hàn trưởng lão nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, một luồng khí vô cùng lạnh nhạm bay tới. Chát một tiếng, ngọc bội đã vỡ nát. Hàn ý lạnh tới xương tủy, rất đầu sau mới tiêu tan. Hàn trưởng lão mở miệng nói. Nơi này cách linh khư động thiên hơn ngàn dặm. Ta cho dù có đánh nát ngọc bội, Ngô Thành Phong trưởng lão cũng không cảm nhận được gì đâu. Nói tới đây, hắn âm trầm cười nói tiếp. Tên tiểu tử này đúng là rất cảnh giác và cơ trí. Ngay đó ta vỗ nhẹ người một cái, đây lại trên mình ngươi một cái ấn ký. Vô định sau khi xong việc sẽ trở lại bắt ngươi. Vậy mà ngươi nhanh chân trốn thoát khỏi phạm vi cảm ứng của ta. Đến tận hôm nay ta mới tìm lại được ngươi. Ngươi, cái lão bất tử này, chúng ta cũng phải lên đường rồi. Hàn trường Đạm đứng dậy, những người trong tửu lâu tránh hắn như tránh quỷ. Tới tâm nhường đường cho hắn đi. Diệp Phạm nhanh như một con báo săn mồi, hắn muốn nhảy ra qua cửa sổ để bỏ trốn. Hạ tân phải làm những chuyện vô dụng như thế này làm gì? Hàn trường đạo vươn bàn tay gầy cuộc tóm lấy hắn, cứ như vậy sách hắn xuống dưới đầu. Do cảnh giới khác nhau, nên thực lực cũng cách xa nhau như trời với đất. Tâm tình của Diệp Phạm cũng lạnh hẳn đi. Đối phương bắt hắn căn bản chẳng tốn một chút khí lực nào cả. Sau khi ngoài thành, thì hàn trưởng lão nói, trước tiên đi bái phòng một vị lão hữu, Hàn đã đáp ứng thủ thập cho ta một loại linh dược. Cho đến bây giờ, vị thuốc chính đã tìm được, trở về là có thể tế đỉnh luyện thuốc. Diệp Pham chẳng có thay đổi gì cả, hắn ngần đầu nhìn lên bầu trời. Hắn đang tìm kiếm bóng dáng kỵ sĩ của cương gia, hắn tình nguyện để cho kỵ sĩ cường giả đánh chết cũng không muốn bị người khác dùng làm vị thuốc sống để luyện dược. Nửa ngày còn lại cũng qua đi, mặt trời đã xuống núi, hàn trường lão sách diệp phàm xuất hiện bên trong một sơn mạch, xem ra cũng đã sắp tới nơi cần tới rồi. Kỵ sĩ của cường Gia tại sao còn chưa có tới nhỉ? Diệp phàm có chút lo lắng. Cố nhận tới thăm. Hàn trường lão hướng về sơn cốc phía trước truyền âm vào trong. Âm thanh cuồn cuộn như sóng vỗ không ngừng vang vọng lan tỏa khắp cả dãy núi. Đúng lúc này, phía chân trời đã xuất hiện một bóng người nhanh chóng bay vọt tới nơi này. Khương gia kỵ sĩ vốn đang tìm kiếm, bị âm thanh này kinh động, cho nên mới phát hiện ra nơi đây. Tên kỵ sĩ kia vô cùng cường đại, sát khí và chiến ý tỏa ra vô cùng đáng sợ. Toàn thân hắn được bọc kín bởi giáp trụ, điều khiển man thú hạ xuống. Cuồng phong nổi lên, cây cối bên dưới lập tức gãy lìa. Ai vậy? Hàn trưởng lão kéo Diệp Phàm lùi lại phía sau. Cũng trong thời gian đó, ở trong sơn cốc đi ra một lão nhân tóc hoa râm sắc mặt hắn vô cùng ẩm độc vừa nhìn lại biết không phải loại lương thiện gì để tên tiêu điền này xuống đi thanh âm của khường giả kỵ sĩ vô cùng lạnh lùng nhìn quét qua hàn trưởng lão và lão giả vừa đi từ trong sơn cốc ra hàn trưởng lão cũng cảm giác được sự cường đại của đối phương nhưng hắn không thể buông thả được diệp phàm liền quay về phía lão giả trong cốc lên tiếng mau tới giúp ta đi Chỉ nghe soạt một tiếng khường giả kỵ sĩ xuất thủ rất quyết đoán một đạo huyết quang đã xé rách không gian bổ xuống. Đó là một thành huyết sắc thiết mâu, lập lánh huyết quang. Không biết nó đã uống máu bao nhiêu tù sĩ, mặt thấu phát ra ba động kinh khủng. Con một tiếng, hàn trường đạo xuất ra một cái lục mộc xích. Bịch quảng lập lánh, tiến lên ngành tiếp. Thế nhưng, lão lập tức bị đánh bay. Thân hình hắn run lên, lồi diệp hàm về phía sau, chạy về phía lão giả đứng ở cửa sơn cốc. Đúng lúc này, lão giả đứng ở cửa sơn cốc cũng xuất thủ lấy ra một cái đồng kính chiếu về phía trước hào quang lấp lánh bay ra từ chiếc gương bắn về phía cường giả kỵ sĩ đồng kính đây chính là một cái gương đồng đồng thời hàn trường lão lấy ra 12 thanh lục mộc kiếm vẽ ra một quỹ tích huyền ảo phong tỏa tứ phương vây tên kỵ sĩ kia vào ở giữa chỉ có chút tài mọn vậy ư tên kỵ sĩ kia không hề sợ hãi chỉ huy dị thú phóng lên cao tránh khỏi sự chiếu xạ của chiếc đồng kính dùng huyết sắc tiết mâu quẹt ngang qua một thanh lục mộc kiếm Người này thực sự quá cường đại, không nên lưu lại hậu thủ, phải hoàn toàn dùng toàn lực nghĩ biện pháp diệt trừ hắn đi. Hàn trưởng lão lo lắng kêu lên, đồng thời hắn tung lấy Diệp Phàm ném vào trong sơn cốc. Bộp một tiếng, Diệp Phàm rơi trên mặt đất, một khắc cũng không dám trì hoãn, vội vã vận chuyển huyền pháp mặt đạo kinh ghi chép trùng kích cấm chế. May mà Hàn trưởng lão xuất thủ vội vã, cũng không hiểu rõ Diệp Phàm, thủ pháp phong ấn rất đơn giản, Hàn vận chuyển huyền pháp của đạo kinh không lâu Tiêu hoàn toàn giải khai được cấm chế Các người cứ quyết đấu sinh tử đi Tốt nhất là lượng bại câu thương Xe pham trốn tới nơi sầu nhất của sần cốc Leo lên vách núi treo leo Đã trốn khỏi nơi này Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi Ở những video tiếp theo